Công an huyện Đông Anh vừa bắt giữ hai nhóm đối tượng thanh thiếu niên có độ tuổi từ 17 đến 20 tuổi để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo tài liệu điều tra, do mâu thuẫn từ trước nên Hoàng Thế Vinh sinh năm 2007 đã hẹn Hoàng Nhật Anh sinh năm 2006 để giải quyết mâu thuẫn. Trước khi gặp nhau, các đối tượng này đã tụ tập bạn bè, chuẩn bị tuyếp sắt hàn gắn dao phóng dài khoảng 3 mét cùng dao nhọn để tổ chức hỗn chiến tại khu vực nhà tang lễ huyện Đông Anh. Các đối tượng đi thành đoàn, lạng lách, rú ga, di chuyển qua nhiều tuyến đường của huyện Đông Anh. Tuy nhiên, sau khi đến khu vực tổ 7, thị trấn Đông Anh, nhóm của Vinh bị lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Đông Anh đang trong quá trình tuần tra phát hiện và tổ chức vây bắt. Xác định nhóm thanh thiếu niên có hành vi manh động, sử dụng hung khí, các thành viên trong tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự đã quyết định trấn áp quyết liệt, phối hợp cùng các đội nghiệp vụ của Công an huyện tiến hành bắt giữ các đối tượng liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh đã quyết định tạm giữ hình sự đối với 17 đối tượng liên quan đến vụ việc trên về hành vi gây rối trật tự công cộng.